Yes. Muốn nó giết một mê. em một em Ngươi, ngươi, win, win chưa, ok win chưa. Yes, win. GG top 1 Yeah. nha con, 16. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã với channel của mình là Khang VN đây. Thì ok, hôm nay mình đã tay được sắp bắt giờ rồi đây. Mà cũng lâu rồi mình không làm về Bad Girl Server 2 Pixel. Ok, hôm nay mình sẽ quay cùng với Sabun, Yeah, hello. Nàng Quang nó bận rồi. Ờ, quên nữa, Sơn hồi qua quay clip đó Sơn. Thằng Quang nó chưa hoàn thành thử thách gì hết mà nó mặc áo á. Tí nữa ra xử nó. À, chút. Chưa gì hết. Chút nào ra xử nó. Ok. Ok, giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần thử thách ở server Bad Girl. Ok, vô thôi. Ok, tụi mình quay trở lại rồi. À, hồi nãy mà Sơn còn sống tí nữa thôi các bạn là tụi mình win nè, chắc chắn luôn. Sơn là bé thú vườn mà. Sơn chết sớm quá. Bây giờ mình sẽ cố gắng không té nữa. Mới nói luôn. Bao nhiêu lần này là tốn bao nhiêu thời gian luôn các bạn. À, ok. Oh, em mình team gay anh em. Team gay. Team sáng nha, gray. Rồi gray chúng ta là gay. Đừng ai đọc là gay nha. Là gay là chết luôn á. Ok, team hồng nè. Có lên, có lên. Ây da, đất ơi. Gì vậy? Tính là đang chuẩn bị nhảy qua tim hồng luôn, cái đặt bóc té. Trời ơi, mình bị gì vậy? Nó tim hồng. Thôi nó qua kìa. Tính là từ nãy tao đang định nhảy qua luôn á. Không có đường về đâu con. Không có đường về đâu, không có đường về đâu, không có đường về đâu. Thế rồi, nó đó rồi. Ôi, thế sao không? Thiếu một thằng này. Tính là nó không biết được tao luôn. Ok, qua diệt dưỡng luôn sao? Ủa, không có rìu rồi. Yes. Trời ơi. Chết. Giết luôn Sơn. Ủa. Trời ơi. Vậy mà không giết được. Đánh được rớt, đánh được té. Đánh được té. Ha. Trời qua giết luôn. Khỏi chạy nha con. Làm được chết chắc. À, nãy xém giết đường kia luôn mà này nó đỡ ra cho nó. Yeah. Ôi, sao tôi qua. Người yes. Yeah. Ok. Còn nhiêu giường nữa. Chết hết. Rồi, ta không về được rồi. Xong này ta không về được nữa nữa. Sao vậy? Không có phải lắm. Ta chết luôn. À, ta đi đây. Tính ra là ngươi đang ở trong cái đảo của nó luôn á. Ta ngươi biết lượm đồ của nó. Vậy, ta quên. Trời đất ơi. Làm ăn gì vậy trời? Ôi, what the fuck? Về ba. Đang qua diệt tim đỏ nè Sơn, qua diệt tim đỏ Sơn. Qua, ta đợi người. Ok. Diệt tim đỏ. Một thằng đi rồi. Trời ơi, Sơn không đợi ta. Yes, lấy được cái giường rồi. Đợi ta. Ôi, nó BBB 2 quá à. Về nhà nào đó. À, tính nhà nãy giờ mình không lấy cam giáp gì luôn. Voilà. Không có kim cương luôn. Ê, qua bên mình luôn kìa, mình luôn kìa. Mình luôn đang bị sao nó cây tấn công kìa. Ok. À. Ơi, xanh lá tấn công thì mình qua xanh lá mình giết luôn rồi. Rồi, đặt. Ôi, trời ơi.
Đồ. Về đó. Yeah, bố được cái giường. Ôi, còn hai thằng. À, đi về không lại. Hai chọi một cũng được. Trời 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 trời. Anh ấy bị rớt hoài quá. Không hiểu luôn á. Sao nó sót rồi. Ôi giờ không có đồ nè. Nâng kiếm đi nha. Ờ nâng kiếm nâng kiếm đi. Nếu sao nếu người có bà lóc gì á thì đưa ta đi. Không ai biết nó. Bây giờ ta đang cạn kiệt. Ồ, tim lưu kìa, tim lưu kìa, tim lưu qua đỏ kìa, tim lưu qua đỏ kìa. Tim lưu chạy qua đỏ rồi, tim lưu chạy qua đỏ rồi. Sơn, đi Sơn. Sơn. Ta đang đi làm đó, ta đang đi làm đó. Ta đã chốt. Sơn bị chết đi tao. Ta nâng cấp đã. Sơn nó bị chết đi tao. Sơn bị chết chắc rồi. Gì dạ? Trời ơi. Còn có hai nhà nào ở ghen với coi. Ok để ta nâng tốc độ lên cho. À. Yes. Ừ, giờ sợ tụi nó lên độ. Đi quang quang. Ta chưa có độ luôn nè Sơn. Tiếp dạng kìa. Quang nè. Tiếp dạng nè trên mic kìa. Tiếp dạng trên mic kìa. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Từ từ Sơn, đừng quá lẹ Sơn, để ta. Ta qua bên này xem mà. Ừ, ta đang cần vàng nè, trời ơi. Mua cái đồ sắt mới được. Ui, không đủ đồ, mua đồ sắt rồi, thôi qua luôn. À. Mệt mỏi quá. Nhanh lên, nó đang lùm đồ kìa, qua nhanh lên, qua nhanh lên. Yes. Giết nó luôn. À, hay quá. Ồ, tụi nó quăng sắt vàng lượt mấy em đây nè. Trời ơi, nó làm luôn. Ủa, cái gì? Có hồn. Zalo bị đập, Zalo bị đập. Zalo bị đập hả? Còn nhiều quá vậy? Sao còn nhiều tim quá vậy trời? Ok, Sơn, giờ mình đi kiếm cái tim nữa mình đập luôn nè Sơn. Giờ đập tìm thế nào giờ? Không biết nữa. Giờ mình đi tìm. Ồ, Awa nè. Awa nén rồi hả? Còn... giờ còn tìm... Tên lá cây à? Tên lá cây với trắng. Ôi. Tim trắng kia yếu lắm, tim trắng yếu lắm. Qua tim trắng kha. Nó bị ghê, ghê. Nãy tôi cân được mà. Trắng rồi.
Ô, tim trắng ai đập rồi? Ô, ôi, tự nhiên lát cái nhảy xuống vực luôn. Đầu green nữa. Ok. Ủa, team green nó bọc kìa. Cố lên. Ủa, team green nó bọc kìa, trời ơi. Mình là hết muốn giết luôn rồi. Ồ. Sao qua team green cũng biết ta sao rồi. Thấy cảm giác Team nào? thấy thay về nhà. Team green. The green. Ok, ta đang qua. Từ từ, mua về nhà cái. Ta đi kiếm cái nhà, ta qua. Ta mua đồ. Team khang. Ồ, nó chắc vậy, nó chắc ăn vậy. Không chắc đâu sao. Nhìn thôi chứ nó không chắc đâu. Ủa bị mù không thấy gì hết ta. Ok. No. Mình phá vỡ được cái đó hả? Đồ, chuẩn bị một màn phóng Ender Pearl. Chuẩn bị nè. Đập nét cái giường. Bum 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 bum. Yes. Hay quá. Ở lên ca. No. Yeah. Đâu, không biết rồi. Win rồi, win rồi, yeah. Nam. Tấn công. Sơn. Tấn công. Ta đang qua nè. Ta sẽ đợi ngươi. Nam, tấn công, từ từ. Qua luôn, qua luôn. Qua luôn. Yeah. Qua luôn, giờ chơi kiếm sắt rồi kiếm gỗ luôn. Yeah. Win rồi, cái này win rồi anh em. Ôi, nó đặt kìa. Cái gì nó đặt cái gì, nó đặt cái gì. Trời đất ơi, đặt cái khó làm cái gì không biết nữa. Không chết à, đặt gì. Đúng Sơn. Này Sơn, để lại nè. Yes, yes, yes. Bố nó, giết. Ngươi, win, win chưa, win chưa. Yes, win. GG, top 1 yeah. 16 kill nè. GG. GG. Ủa ta được bao nhiêu kill? Ta được bao nhiêu à? Kill? Không biết. Ok yeah. Ok, thì cuối cùng tụi mình cũng đã thắng rồi các bạn. Yeah. Rồi, yes. Tụi mình bếp núi giường. Yeah. Ok. Yeah. Bây giờ cũng khá dài rồi. Thì các bạn nhớ like và subscribe channel của mình với Sơn như để ủng hộ tụi mình ra nhiều video hơn nữa. Ok, chúc bạn yeah. Vui vẻ một ngày tốt lành.